Bác Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Bác Sa Đức Huy lại dẫn quý vị đến thăm một cái vườn đào của nhà anh Kiên. Em chào anh Kiên. Rồi, xin chào bonsai Đức Huy. Xin chào quý vị đã yêu hoa cải cây cảnh toàn quốc. Vâng, em thấy cái vườn đào nhà anh dáng thế rất là đẹp. Thì trước hết là xin phép anh em chia sẻ một đoạn clip để gửi tới quý vị yêu hoa cây cảnh, nhất là cây đào ở dịp Tết này. Thì anh cho em chia sẻ nhá. Anh ơi, những cây đào mà cái dáng thế mà lạ mắt này thì anh tạo tác được lâu chưa? Anh làm được 5 năm rồi. 5 năm, vâng. Thế cho em hỏi giúp quý vị khán giả là giá của những cây, ví dụ những anh báo giá cho em một số cây để quý vị tham khảo được không? Cái này là anh đang bán xô theo luống này. Là khách thì 1 triệu, khách thì 1,1 triệu, khách thì bán lúc đầu thì 900. Dạ. Một cành, bán xô theo luống. Dạ. Anh có được báo cái giá cụ thể từng cành để quý vị tham khảo cho nó tiện được không? Nói chung là giá cụ thể thì nói chung là đa số là ở đây là anh bán buôn. Vâng. Bán buôn cho khách, người ta buôn về người ta lại bán lẻ. Bán buôn bán lẻ mình vẫn bán phải không? Đa phần anh bán buôn phải không? Đa số phần anh bán buôn. Dạ. Thì anh đọc cái số điện thoại của anh đi để quý vị yêu thích cái dáng thế của vườn anh thì quý vị liên hệ với anh được không? Số điện thoại của anh là 0973 111 801. Dạ. Thế anh Kiên ở thôn Yên Thiện, Bảo Sơn, Lục Lam, Bắc Giang. Thì đào của anh thì cả tận trong Sài Gòn họ còn lấy mà. Anh còn vâng. Vào Sài Gòn mà. Vâng. Thì em thấy là vườn nhà anh Kiên này toàn những cái đào dáng bay đổ thôi nhỉ. Dáng này gọi dáng huyền. Dáng huyền, dáng bay đấy. Cái này đặt ở những cái cầu thang đẹp lắm quý vị ạ. Rồi các cái chỗ nào cũng để được. Cái dáng này thì nhà anh năm nay có gần mình đặt là mình đặt nó dưới cầu thang mình vẫn đi ở dưới được, đẹp lắm. Nhà anh có tổng là bao nhiêu gốc hả anh Kiên? Nhà anh tổng gốc là nó có khoảng độ khoảng tầm 1.500 gốc. Thế cơ? Nhiều thế cơ? Mỗi gốc 2 cành. Gốc thì 2 cành, gốc thì 3 cành. 1.500 gốc đào thì mỗi gốc 2 3 cành. Thế này gốc thì 3 cành, thế này gốc 3 cành, gốc 2 cành. Đa số là 2. Thế này thì không chỉ trong vài năm là anh Kiên thành triệu phú đâu. Anh Kiên nhỉ? Nói chung là đủ tiêu thôi. Anh Kiên đủ tiêu. Này đúng là bác Sa Đức Huy cũng hôm nay vào đây chơi thì cũng thấy là những cái vườn đào ở trong bà con trong này thì thực sự là bác Sa Đức Huy rất là bất ngờ. Ngày xưa thì trồng lúa trồng khoai nhưng mà chuyển đổi hết, bây giờ trồng đào rồi mà toàn đào đẹp thôi. Vườn anh Kiên là anh Kiên cho ra hoa, bác Sa Đức Huy thấy là nụ rất là đẹp. Nhà tôi thì gần như là đây bác Sa Đức Huy không bao giờ có lở sớm lở muộn, gần như đều nhau. Bác Sa Đức Huy dọi và cho quý vị xem nụ chan chát, nụ rất nhiều. Cái này đây là chú phải quay vào cái bông này nè. Đây đây, em đi dần đây, em đi dần. Anh cầm cho em cái cành nào nó chỗ nào để em dọi vào. Đây này. Đây là hoa đây, thưa quý vị là hoa lở ra như này đây. Đấy, đào phai rất đẹp. Chú phải quay cái cành đào. Phải cái đây này, đụng dày thì chưa từng thấy, chú chắc chưa bao giờ chú nhìn thấy cái hoa đào này. Đúng cái rồi. Đào nó dày nó đụng này. Nhìn được. Như ré lúa quý vị ạ. Nụ dày dã man luôn. Đây thưa quý vị là toàn những cái mắt đào thôi. Mà mỗi cái mắt này là toàn mấy bông thôi quý vị ạ. Chít luôn. Chi chít như ré lúa. Đây quý vị nhìn này. Cứ dọc, mỗi cái mầm nhú nhú là cái mắt là quay dọc ra đây. Đẹp thế nhỉ. Giống đào này là giống đào quê mình anh nhỉ. À đào Nhật Tân rồi anh. Nhưng mà đẹp thật đấy.
Cái này thì cũng 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 giống là một phần, nhưng mà cũng phải kinh nghiệm chăm sóc của người có lâu năm về 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 ngành đào này thì mới trồng được cái vườn đào mà nụ đẹp như này. Giới thiệu bà con là nhà anh có cả giống nhá, làm cả cây giống nhá. À, anh lại còn có giống cây đào nữa. Đấy thì các nhà ăn Tết xong là bà con nào muốn nhu cầu là đến gặp. Ai có nhu cầu mà giống đào là mà mua giống đào thì anh Kiên cũng có giống cung cấp cho quý vị. Trên toàn quốc luôn. Thế là ship toàn quốc à anh? Toàn quốc luôn. Vâng. Tuyệt vời đấy. Đây, nhà anh có cả đào đỏ đấy, đẹp lắm. Đẹp thế nhỉ. Vào đây không muốn về. Quay đây, quay dưới này nữa này. Vâng. Quá rực rỡ luôn quý vị ạ. Thật sự là ngày Tết thì không thể thiếu những cây mai, cây đào, cây quất. Thì năm nay bonsai Đức Huy thấy là năm nay được mùa đào, đào nó rất đẹp. Thì cũng vâng. Vâng. Đây em đang ra. Thì một cái đào được mùa đào này năm nay là cũng báo hiệu là khả năng là cũng cũng bonsai Đức Huy cũng mong rằng là bà con trên toàn quốc năm nay sẽ có một cái năm thắng lợi rực rỡ, và cũng mong rằng bệnh tật bệnh dịch thì cũng đỡ dần để cho bà con cũng đỡ vất vả giao thông đi lại để buôn bán giao lưu thương mại được thuận tiện. Như bà con mua đào, mua trồng đào rồi buôn đào thì như mọi năm là dịch bệnh thì cũng bị ảnh hưởng một phần đấy. Qua đây xuống cái vườn này của anh trước này. Qua đây vâng. Xuống. Vâng. Đây em tập trung cái vườn này là quý vị cũng hiểu mà. Không, quý vị sẽ liên hệ với anh để tìm đến anh, hoặc là anh sẽ có nhu cầu thì anh sẽ ship cho. Đây cây đào đỏ đây anh. Đào đỏ ai bông chú ra quay cái bông. Đào đỏ vâng, này vâng, giờ vâng, đang vâng. Mốt ở Hà Nội đấy. Vâng. Đào đỏ này giờ đang đây mốt. Là đào đỏ quý vị ạ. Thế còn anh Kiên thì rất nhiều đào phai, nhưng mà đây là một số cây đào đỏ. Có nhà anh có mà anh có cả giống. Vâng. Đấy, nhìn hoa này. Đấy, đấy. Hoa này. Đấy, hoa rất đẹp. Bông kép anh nhỉ? Kép. Bông kép. Hoa cánh rất to mà hoa cũng rất là lớn. Nụ nó khác cái nụ. Nhìn nụ. Đây đây. Ui, nụ to tướng cái này mà. Đẹp thế nhỉ? Khác đi. Đeo như bông hồng. Đẹp thật. Anh có cái giống này cũng đẹp. Vâng. Giống này này, phai hồng. Phai hồng anh. Đẹp thế anh nhỉ? Nụ thế là cái giống này năm nay anh có nhiều không? Ở vườn này cũng có nhiều. Nói chung là cũng có. Nhà anh năm nay ghép cái giống này nhiều mà. Thế à, hoa to lắm quý vị ạ. Ba lớp cánh nụ nữa. Hoa đẹp. Đẹp tuyệt vời. Hai mảng nó nở đẹp. Đúng rồi, cái này thì nở ra thì đúng thực sự là rực rỡ nhà luôn. Thì đến đây bonsai Đức Huy cũng xin phép dừng lời tại đây, thì cũng kính chúc mọi người là thật nhiều sức khỏe và chọn lựa được những cái cây đào thật ưng ý để chơi Tết nhá. Thì rất mong quý vị ủng hộ bonsai Đức Huy bằng cách là ấn đăng ký và ủng hộ bonsai Đức Huy. Và sau đó Huy chào quý vị nhé. Và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Em chào anh Kiên nhá. Ok, chào em. Em chào anh Kiên.
Chúc anh năm nay thì sẽ buôn may bán đất và sẽ thành công ở cái vụ đào năm nay. Rồi anh xin thì chúc chú mạnh khỏe. Sang năm video đẹp. Sang năm em lại vào cho em chia sẻ vụ đào nhà anh nhá. Ok. Vâng, em chào anh và chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ.